Vâng, vừa rồi là một số những tình huống mà anh em có thể gặp phải trong khi chơi game Liên Quân Mobile, tựa game mà rất nhiều người chơi trong thời điểm hiện tại bây giờ. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xử lý những tình huống đó? Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số phương pháp để chúng ta có thể chơi mượt mà game Liên Quân trên những tựa máy đời cũ hoặc là những máy cấu hình yếu, chơi mượt mà và không giật tắt gì cả. Thì đây mình lấy ví dụ là tựa game này là tựa game Hero Arena chứ không phải Liên Quân, nhưng mà nó cũng tương tự nhau thôi. Cái cách thứ nhất, chúng ta sẽ giảm cấu hình cài đặt xuống thì sẽ vào phần cài đặt này. Các bạn tắt cho mình chế độ HD này, và chất lượng đồ họa các bạn giảm xuống mức trung bình hoặc thấp. Rồi, sau khi đã giảm xuống thấp ấy, cái điều tiếp theo các bạn cần làm đó là bắt buộc tái tạo GPU của máy. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình là cái bộ phận mà nó xử lý game chính là GPU chứ không phải là CPU. Thế nên là chúng ta tái tạo GPU nó sẽ giúp tăng cái độ xử lý game, game sẽ chơi mượt hơn. Nào như nào, vậy mình sẽ chỉ cho các bạn. Cái này chỉ áp dụng với các máy Android thôi nhé. Đầu tiên các bạn vào cài đặt, tới cuối phần giới thiệu về điện thoại, các bạn sẽ bật phần dành cho nhà phát triển lên. Thì các bạn tìm cho mình trong phần giới thiệu về điện thoại này cái mục số bản dựng hoặc là số phiên bản gì đó, các bạn bấm vào đó 7 lần để bật chế độ nhà phát triển. Ở đây mình đã bật rồi nên là không cần bật nữa. Thì sau khi các bạn bật chế độ nhà phát triển thì vào đó cho mình, các bạn tìm đến cái dòng bắt buộc sử dụng 4x đồ họa. Đây, bắt buộc 4 nhân MSAA. Các bạn bật nó lên. Thì cái này nó sẽ giúp GPU hoạt động tốt hơn và giúp cho game của bạn chơi mượt hơn. Nhân tiện thì ở cái phần này các bạn cũng có thể chỉnh các cái tỷ lệ này về 0,5x để máy của các bạn trông có vẻ mượt hơn. Rồi, đó là cái thứ hai. Nếu mà hai giải pháp vừa rồi vẫn không giúp cho máy bạn mượt bao thì cách duy nhất còn lại đó là các bạn nâng cấp phần mềm hoặc là root máy và cài đặt một bản ROM khác để máy chạy mượt hơn. Thì tùy từng máy mà có một cái cách cài đặt bản root và cài đặt ROM khác nhau thì các bạn có thể tham khảo trên mạng để tìm cách root và những bản ROM thích hợp cho máy của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và sub video nhé.